Bạn có biết sự tự tin của người phụ nữ đến từ đâu không? Đầu tiên, sự tự tin của người phụ nữ đến từ tri thức, là trong đầu họ có tri thức. Nhưng cái quan trọng nhất là từ cái tri thức đó có thể biến thành tiền. Nếu trong túi có đầy tiền thì bạn sẽ luôn tự tin dù ở bất cứ đâu hay làm bất cứ điều gì. Và điều thứ ba mà để làm cho một người phụ nữ tự tin, đó là người ấy có một gương mặt đẹp, có một làn da đẹp. Một làn da và một gương mặt quyết định vào nhan sắc của người phụ nữ. Và khi nhìn mình trong gương mà thấy mình trẻ trung xinh đẹp thì người phụ nữ ấy họ cũng rất là tự tin. Và cái điều cuối cùng để một người phụ nữ hạnh phúc nữa, đó là một cái gia đình đầm ấm, quây quần bên nhau với bữa cơm cùng con cái, và có một cái cuộc hôn nhân hạnh phúc với một người chồng có thể chia sẻ được nhiều điều trong cuộc sống cũng như trong công việc. Vợ chồng mình thì cưới nhau đã 10 năm, có 4 em bé, và em bé lớn nhất thì cũng đã 9 tuổi. Trước khi quen nhau thì ai cũng có cuộc sống của riêng mình, chồng mình cũng có cuộc sống riêng của anh ấy, và anh ấy cũng có được những giây phút đập hộp riêng. Nhưng từ khi mà lấy vợ thì toàn là xài cái điện thoại của vợ thôi, tại vì vợ được đập hộp điện thoại mới liên tục, chứ còn chồng thì là xài lại những phiên bản cũ của vợ. Cho nên năm nay thì mình quyết định, dù là cái phiên bản chưa được là 15, nhưng mà cũng sẽ quyết định cho chồng mình được đập siêu và bóc siêu cái một cái hộp em điện thoại mới, để cho anh ấy thưởng vì những sự cố gắng trong công việc.